đang điều tra. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mẫu UAV có tên UJ-22 của hãng UKJet của Ukraine đã được sử dụng. Trước đây, Nga từng cáo buộc loại UAV này gây ra một vụ tập kích khác. Nhưng vừa qua, nhiều chuyên gia không nghĩ UJ-22 được sử dụng do hình ảnh hiện trường ở Moscow cho thấy các mảnh vỡ dường như không phải của UJ-22. Rõ ràng UAV tấn công Moscow có tầm bay tương đối xa. Chưa thể xác định những vũ khí này xuất phát trong lãnh thổ Nga hay đã vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine. Mẫu UAV UJ-22 có thể cất cánh, hạ cánh trên đường băng 100m, phạm vi hoạt động 800 km, và có thể bay trong khoảng 6 đồng hồ, mang trọng tải khoảng 20 kg, thường là mang lựu đạn và mìn, bao gồm 6 lựu đạn APG-7VN hoặc 4 đạn cối 82 lít. Theo Karen phân tích thì hình ảnh tại hiện trường cho thấy UAV tấn công Moscow mang được trọng tải kém hơn so với UAV cảm từ Shahed. Điều đó có lẽ thể hiện rằng Ukraine hiện không thể triển khai UAV có sức công phá lớn hơn, hoặc họ quyết định không làm vậy. Ukraine nhiều lần bị cáo buộc dùng UAV tấn công qua lãnh thổ Nga, nhưng các vụ việc thường xảy ra biên giới. Động cơ đằng sau là gì?